Nhìn mà hoài chứ. Anh nhân giá Thái Lan à? Không, nhân giá Malai đấy. Mà điền vào thị trường không? Rồi thị trường anh nhảy. Mấy cái điền báo cáo hết chưa đấy? Em điền hết rồi. Hôm qua mình được có 16 số á. Ủa cũng nhảy à? Chị Hiền ơi, chị Hiền, này chị nhắn cho anh Yên là có thì các tài khoản gì chị ạ? Chị nhắn cho anh Yên nhé. Chị hỏi ở trong kho, chị hỏi trong kho cho các bên anh Yên đấy. Lấy đúng không? Vâng, nhắn trong hỏi cho anh Yên đi.